Xin chào cô chú. Hôm nay xin giới thiệu với các cô chú một số giò thiên nga đỏ nha cô chú. Đây là mặt hoa của nó, cái này nó mới hé thôi, nó chưa được thẳng cánh lắm. Đồng giá là 200 nghìn một giò nha cô chú. Đây giới thiệu một số hình cây của nó. Đây là giò mã số 1 cô chú. Có giá là 200. Giò mã số 1. Mã số 2 cô chú. Có giá là 200 luôn. Thiên nga đỏ giò mã số 2 200. Giò mã số 3 200. Thế giờ mã số 4, cái này nhũ nó, cái nụ nó mới nhú nè cô chú. Đây 200. Mã số 4, cái nụ nó mới nhú 200 nghìn. Thế đây giờ mã số 5, thế giờ mã số 6 200. Mã số 7 200 luôn. Giờ mã số 8 200 luôn. Thế giờ mã số 9 200. Giờ mã số 10 này 200 luôn cô chú. Thế là mã số 11 200. Cái rất là đẹp luôn chú. Đây giờ mã số 12 200. Tiếp theo là giờ mã số 13 có giá là 200 luôn. Đây giờ mã số 14 200. Bây giờ mã số 15 200.